tên được vinh danh nữ lãnh đạo Nancy Trịnh Thị Bích Hằng, chủ tịch sáng lập Willing Grip, tổng giám đốc Grip Hybridization. Nữ lãnh đạo Nancy Trịnh đã kiến tạo câu lạc bộ Willing Grip cùng nhau sát cánh, chủ động chăm sóc sức khỏe và trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình.